Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với tập 8 của series Bà Mẹ Thảnh Thơi. Thì hôm nay là cuối tuần và mình có hẹn bạn mình đi chơi. Xong rồi là đến giờ ăn tối thì mình muốn đi ăn thử quán Hồng Kông ở gần nhà. Tuy là mình ở khu vực này rất là lâu rồi nhưng mà lần nào đi qua đây cũng toàn là lúc không tiện ăn. Nên là hôm nay mình mới quyết định đi ăn thử quán Hồng Kông gần nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào trong nha. Đây, mình đang đi vào trong một tiệm. Thì từ bên ngoài á, là mọi người đã thấy có rất là nhiều những cái figure liên quan đến One Piece. Trời ơi, ai mà là fan của One Piece đến đây thì sẽ rất là mê nè. Đó, giờ mình mở cửa đi vào trong ha. Đây là không khí xung quanh quán. Đây là bạn mình đang ngồi chờ mình rồi. Đây, mình đang tiến về phía chỗ ngồi của mình. Cái tranh trên tường cũng khá là đẹp, bóng đèn hình lồng chim. Đó, đây là không khí xung quanh quán. Trở lại với khu One Piece nha. Trong quán thì có phần trang trí rất là ấn tượng và có vẻ chủ quán rất là mê One Piece nên ở đây có rất là nhiều những cái tượng figure liên quan đến One Piece này. Dễ thương chưa nào? Cái tủ đằng sau nữa. Chắc mình phải zoom lên để mọi người nhìn. Đó. Chắc phải zoom thêm một tí nữa ha. Bộ sưu tập cũng khá là kỳ công. Ok, mình vừa gọi đồ xong rồi, bây giờ mình đang chờ đồ ra. Thì cái bộ quần áo mà mình đang mặc này này là mình mua ở chế. Thì những cái vải mà ghép ở trên cái bộ quần áo này đều là được lấy từ những cái quần áo cũ không dùng đến nữa. Nên nó rất là thân thiện với môi trường. 5 phút quảng cáo cho cái quần áo của chị này. Vậy thôi nha, mình đang chờ đồ ra. Đây, món đầu tiên của mình ra rồi. Chúng mình gọi canh ngao. Tại vì là trời mùa đông rồi á, bọn mình muốn ăn một cái gì đó ấm. Thì cái canh ngao gừng này ăn rất là ấm này. Gừng nó sẽ giúp mình giữ ấm bụng trong mùa đông. Sườn hấp của chúng mình cũng ra rồi này. Đó. Và chúng mình có gọi thêm cái bánh bao nhân kim sa nữa. Nhân kim sa nè. Củ cải chiên, xào tương XO cũng lên rồi. Đồ Hồng Kông thì rất là nổi tiếng về các loại tương XO. Đó, nên là mình nhất định là phải gọi một món gì đó tương XO và củ cải. Món củ cải chính là cái sự lựa chọn của mình. Đó, đây, tại vì mình có hai người thôi mà mình cũng không no đói lắm nên là mình chỉ gọi có bấy nhiêu đồ thôi. Chúc các bạn ngon miệng.